Xin chào mọi người đang xem kênh Sơn Sơn TV. Xin chào mọi người. Hôm nay mình ăn mừng nhận được nút bạc mọi người. Thực ra thì kênh mình được 100.000 sub lâu rồi, nhưng mà do Tiên không có đăng ký nhận nút bạc, cho nên là YouTube không có gửi cho mình. Cái qua một thời gian sau mọi người nhắc, cái Tiên mới nhớ cái Tiên đăng ký là một tuần trước. Rất là nhanh luôn. Chỉ trong vòng một tuần là mình đã nhận được nút bạc rồi. Thì hôm nay mình ăn mừng với các món là hải sản nướng các kiểu rồi nha. Mình nướng than. Wow, mình nướng than nè mọi người, than hồng nè mọi người. Wow, trời lớn luôn nha. Wow. Sò mai, sò điệp, tôm, nướng bơ, ngao đá gì trời. Hồi này mình thiếu rồi bạn đi một cái thì cho đi thật. Hải sản mùa thu quá mọi người. Còn đây nữa nè. Wow. Ở kia cái gì làm được? Ừ, cái này phải là chút ít nước kia gạo. Chút ít nước kia. Chút ít nước kia. Một cái này cái cho nó nở lại. Một cái này bớt nó. Đã đắp vào. 이걸 밑에다 깔아야 되는데 버터를 밑으로 내려가. 와, 크림 소스. 크림 소스. 뭐냐, 제게 크림 소스. 얘는 뭐야? 조개 굽고 있어. 조개 먹자 중요한. 맥 소스캠? 와. 진짜 맛있다. 야, 와. 냄 chảy nước miếng, trời cái mùi thơm bốc lên ngon quá mọi người ơi. 뜨거. 와우! Hôm nay đập hộp nút bạc mọi người ơi. Xinh xinh TV. Trời ơi, đưa gần cái mặt. 감사합니다. Hai mẹ con. Chúc mừng chị Sương nha. Xinh xinh TV. Bóng hới luôn mọi người ơi, bóng hới luôn. Chế cô. Không thấy chữ nè. 금색이 될 때까지. 금색 될 때까지. 금색을 바랍니다. Chị Trinh nói em mong được tới ngày nó màu vàng. Cưng thiệt. Cảm ơn chị mẹ. Cảm ơn. Chị Sơn nói cảm ơn mọi người. À, mong mọi người giúp đỡ. À, được cái nút vàng. Ở lộn, quên được cái nút bạc. Máng lên đó đi mẹ. Cho nguyên cái xóm này người ta thấy luôn. Nhà hai mẹ con mình hai cái nút bạc. Nướng bỏ qua đây. Wow, giờ mình nướng thêm ít con bầu ngư nữa nha. Ba con bầu ngư bé tí hon nè mọi người. Ồ, mày nướng cho cái gì thì tiện lợi quá nè. Ồ, mà umzikinda. Ồ, mà umzikinda. Nó không, mình được nướng nướng bơ được luôn mọi người, nướng tiện lợi quá nè. 이래가 볶음이 되는 거 아닌가 이거? 이렇게. 먹어봐. 이거 보세요. 보자. Ăn thử nè, mời mọi người. 맛있네. 소스. 소스 맛이 엄마 이거. 많이 얘기하고. 사와 크림 소스냐? 사와 크림 소스. 믹스 캡네 뭐 뭐 ngon 아. 맛있네. Ông ăn lẹ quá. 맛있습니다. 맛있네. Ông nói ngon quá. Bữa nay bữa nay bữa nay có một bạn ở bên Việt Nam qua Hàn Quốc du lịch chơi. Xong rồi bạn ấy có xuống quán mẹ chồng mình ăn. Rồi có được ăn canh bò cây nè. Và tìm được
chụp hình được chung với chị Đại nè, anh 1.8 nè. Nhưng mà chị mình với chị Mì Chin thì không có ra cho nên không được gặp. Hẹn được bạn lần sau nha. 17도인데. 그 이름 뭐야? 그때 가서 꼭 만나야겠다. 랑 sau là mình sẽ xuống gặp. 랑 sau là mình sẽ xuống gặp. 이름 뭐라고요? 이름 몰라요. 이름 안 물어봤나? 아, 원래 통성명 안 하나? 전화 받을 때. Không biết tên gì nữa. Có gì lần sau mình sẽ hỏi. 응? 조개인데. 나만 먹는 거 같아. Ổng ăn, mình quay ổng thôi. Cái xong cái video này người ta tưởng đâu là chỉ con mình ổng ăn. Chị Sơn ăn nè. Bữa nay chỉ là nhân vật chính mà. Ôi ôi bao. Bữa nay bao nhiêu ngày nấu ăn thì bữa nay được dễ nướng hải sản cho ăn. Xin gái. Nè? Xin gái. Mua gà. Mua gà ta. Bót thật. Ôi, bó đi mua gà thật chi vậy? Tôm. Bót thật mà bánh nhạc. Ngon quá. Bó bạc bó. Ừ. Ông nói mùa thu thì phải mập lên, phải ăn ngon mới được mà ông không muốn ăn gì chứ. Tại vì mùa thu á là có nhiều món ngon để ăn á mọi người, cho nên là mình phải ăn nhiều để mập. Mùa hè có khi nóng bức thì mình ăn không được ngon miệng chẳng hạn. Chi nào đó bự nhỉ? Ở đây, ở đây. Ở đây? Ừ. Thế là sao? Có thể cả. Cả. Đổ bơ vô. Mozzarella cheese. 나 유튜브 인기 있는 거 맞는 거 같아. 여러분! Nãy giờ mọi người ơi, ổng cứ cảm tưởng ổng trời ơi. Tại vì cái bạn đó lợi chụp hình á, rồi kiếm anh 1.8 nữa. 바보로 오는 사람들 가리사 무조건 무한 리필. 예? 무한대로 줄 수 있다. Kiếm chồng chị Mì chụp hình đó bây giờ ổng cứ cảm tưởng hoài, ổng nói trời ơi tôi bây giờ hả? Dạ, 두 명 왔다면 큰일 나겠다. 한 명 왔는데 이러면. Bây giờ mình là được nhiều người yêu thích rồi. Bây giờ ông nói là ai mà lại quán ông ăn là ông cho ăn miễn phí đó mọi người. Mà mới có một người lại thôi đó nghe. Phải được hai người lại hả? Chắc ông lên lúc nhà ông ngồi luôn hay. Ai mà mẹ chị Sơn mình với chị anh 18 nó thôi hai mình Việt Nam thôi. Cho hai người này về đi. Chị Mì Chi nói ôi tao điên thiệt rồi. Khinh gì đẹp khinh gì. Lớn chuyện này nó lớn chuyện này. Ảo tưởng sức mạnh. Nếu anh yêu anh thì gọi điện anh đi ăn bữa sáng mình tập rồi. Trước đây mà mắt chồng mắng tiêu cái tên này. Chạy cái tên này, yêu tao hát tới nè. Chị Mì Chi nói mình khi về Việt Nam á gặp được mọi người mình rất là vui luôn. Bây giờ anh tới anh 1.8 nữa, ở nhà mình có hai người. 닭발이 발이 발이 닭발 발이 뭐고? 응? 베트남 말로. 여기야. 아니 아니 그거 말고. 응? 닭발. 구운 닭발. 네. 구운 닭발 뭐라 그래? 반쏘? 반쎄? 반쏘? 구이 닭발? 닭이 닭이 영어로 뭐래요? 닭. 야, 야. 야. 아 이상해. 엄 hỏi gì ạ? 닭발은 뭘 나온다고? Ông hỏi giò gà là gì? Giò gà. 닭다리 무늬. 여 gà nướng. Ông hỏi mình giò gà nướng là gì? Hanoi에 되게 유명한 데가 있다는데 닭 그 굽는 데. Ông nói ở ngoài Hà Nội có cái gì nổi tiếng lắm bán gà nướng đó. 박종원 거기 나왔는데 와 진짜 닭. 닭 다리래? 응. 근데 닭 다리? 어 반 굽다가 영어로 뭐예요? 굽다가? 굽다 굽다가 베트남어로 뭐예요? 저서? 눅. 어 눅. 어. 눅. 어 눅. 눅. 뭐요? 백종원? 네 박종원. 어제 TV에 하노이하고 나왔었거든. 네. 그 무슨 식당 같은 거 뭐 소개하고 이런 거 네. 가가지고 먹는 거 그거 나왔는데 그 얘기하는 거예요. 거기서 세 가지는 뭐 닭다리, 늘, 닭발, 닭날개. 늘 해가지고 나왔는데. Hôm qua cái ông đầu bếp nổi tiếng ở Hàn Quốc là Bé Trong Quên đó mọi người. Có về một cái quán
ở Hà Nội bán gà nướng, cánh gà nướng, giò gà nướng cái gì đó. Nói chung là rất là nổi tiếng luôn trên tivi á. Mình không có coi được, mình không biết là cái gì. Chị Sơn nói mấy mốt tôi về Việt Nam ơi. Chị Trinh kêu mẹ về đi đi đi. Đi đi. Đi ăn mấy cái món ăn bán lề đường á, ngon lắm. Bánh, bánh. Bánh, bánh. 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 Nhưng phải bánh ông nội ơi. Bánh. Hôm qua coi ẩm thực trên TV thấy được nhiều món ngon của Việt Nam mình này đó mọi người. Đường mặn sốt xèo đã 이렇게 해가지고 봤는데. 그러니까 외원이야 날 데리고 그랜드 가야 되는데 갔는데 하얀이. Bởi vì lúc mà chị mình với chị Mì Chin về Việt Nam không có đi đâu được chứ buồn ghê. YouTube를 많이 찍어 다 구웠어요. 아, 안 되죠. YouTube를 많이. Cái tay của ông đi làm á mọi người. Làm sưng tay luôn á. Ai biết đâu à. Mà, mà mình thấy ổng cái tay lúc nào cũng ú mà. Mà. Mà ổng giả bộ nói chơi, ổng nói ổng quay YouTube á trời, ổng bị sưng tay. Giờ ổng quay qua ổng nói ổng không ăn được. Ông không được ăn, chị Mì Chin sắp cho ổng ăn. Bà cười, bà ngồi bà cười nhăn răng đây nè. Còn tay bà nè, ba tay bà. Ông nhăn chibe su norase iretten ga. Bà nói chắc tay tôi ở nhà rồi tôi ngồi chơi không quá à. Lắc lắc đầu. YouTube của nam, mỗi nam giới đều là như hôn rồi, làm cái. Sao chưa mua vậy? Nhưng mà 친구들은 안 믿는다 그래. 어. 제 친구들은 농담으로 그래요. 돈 좀 잡작 벌어. 자. 애가 세 명이 내려야지. 응? 애가 세 명이 내려야지. 날만해. Bạn của ông 1118 á, nói chơi với ông nói gì là kiếm tiền ít ít thôi mày. Nói gì chứ ba đứa con mà. Mấy đứa 놀면서 돈 버는 줄 알잖아. 그냥 막 친구들. Bạn của ông tưởng là ông ngồi chơi không à. Ông chơi kiếm tiền không à. 손 이런지도 모르고 그냥 먹고 노는 줄 알아. Nhưng mà đâu biết ông làm rất là cực khổ luôn, tay ông nè. 저거 보여줘, 욕한다. 멍 친구들. 이놈. 내 친구들도 보거든. Quay video này có bạn ông coi nữa nè, cho bạn ông biết luôn. Thôi, ăn thôi mọi người ơi. Ui, ngon quá, mình sẽ ăn một con sò nha. Ây da, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Ờ, nè. Cầm bình thường mà có gì đâu, sơ sót chút xíu thôi. Ăn được miếng khổ cực. Ăn được miếng khổ cực quá. Chưa sẵn cách nào đâu, bà ra. Hả? Sẵn cách nào đâu. Theo quá trời, về theo nên gì đấy. Nó kể ra đây. Hả? 자식은 부모의 거울이란 말이 있다 이거나야. 얘기해줘. 뭐 얘 말 nói rằng thầy hơi giống hệt mình. 그런 말만 베트남에서 있지 않겠나? Ba mẹ là tấm gương phản chiếu của con. Bà nói bên Việt Nam chắc là cũng có câu nói đó đó, đúng rồi đó. Ít xe à? 근데 왜 그래? Nào về, mình thì sao? Á, nào về. Nói mình nóng tính mà đúng là mình nóng tính thiệt. Nói vậy ba chồng mình nói mình nóng tính. Như đàn ông vậy đó. Ấy con Hà Dương nhà nó y chang mình luôn. Hà Dương nó y chang mẹ nó luôn. Ai na chị 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 có mẹ nó đại biểu. 누가 지금 운전을 연습을 해주냐? 계속 그러는데. 왜? 연습? 어. 누가 끌고 다 교육을 시키냐고. 교육을 누가 시키냐고. 아. 왜? 형님이 부모 일찍. Để mai mốt mình học lái xe xong á là mình sẽ. 내 mình 건강하게 오래 살고 싶다. Mình dẫn chị Mì Chin đi lái, mình lái cho bà ngồi. Nàng có hướng dẫn cho mình. 차도 봤지. 차까지 사 왔어. 뒤에. 조그만 차. 어. 봤나? 차 봤나? 미 Chin mới mua thêm chiếc xe con đây nè. 예원이 운전 연습 시키려고 저 사가야. 진짜야. 지금 가운데 있잖아. 가운데 있잖아. 차 오늘 갖고 왔어. 갖고 왔어. 아. 아, đúng thiệt. Đúng, bỏ một chiếc xe nhỏ xíu kìa. 예원이 운전 시키려고. Để cho mình tập lái xe kìa mọi người. 저 차 똑같은 게 저 차. 연습할 때 내가 가야 되나? 어, 저 누구 시키냐 지금. 내가 가야 돼. 내가 갈까? 나한테 도희가 짜증 낼 것 같다.
아, 어머, 어? 오, 왜 그래요? 아, 조용히 봐요. 예원이 그럴 것 같다 진짜. 어, 예원이 연수 누가 시키냐 진짜. 왜? 투표해야 되나? 왜? 왜? 아니, 야, 다 같이 앉아가지고 우리 쪽지에다가 쪽지를 써내게 하자. 자, 후보는 네 명. 아빠, 지성이 아빠, 오빠, 나 네 명 해가지고. �ây giờ trong nhà mình có bốn người nè, chị Mì Chim, với anh Minh Đông, anh 1m8 với anh Sơn. Là trong bốn người này ai sẽ là người hướng dẫn mình tập lái xe đây? Mình chọn chị Mì Chim rồi đó. 근데 왜 나한테 같이 하면 성격이 급하니까. 아, 어, 따지 mình nóng tính quá đó mọi người. 가니까. 따지 mình nóng tính quá đó cho mọi người nên là. 짜증을 타고 가는 것도 막. Ai cũng ngán hết. 오는 거 부었다는 거. 간들 다리 핀다고. 근데 아버님도 되게 웃기다. 아버님도 그렇게 운전하면서 있잖아요. 아니 그러니까 아빠한테 운전 배우면 딱일 거야 아마. 둘이 똑같으기다. 그냥 아무나 다야. 내가부터 딸 말이지. 마 phải không? Mà phải thi bằng lái trước đi rồi mới tính chứ. Trời ơi. 다음 달에 볼 거지. 나네. 생일부터 봐야 돼 지금. 생일 때 붙지 않았나? 붙었다며. 아니 1년이야 그거. Hồi năm rồi mình thi đậu rồi nhưng mà. 하연이 임신을 했잖아 그때. Đang có bầu Hà Dương cho nên là phải hoãn lại. 그래서. 베트남 한번 버전 없대? Nên bây giờ qua thời hạn rồi mình phải thi lại từ đầu nữa. Ôi trời ơi. 그러니까 우선 한국말로 해보려고 이제 도전을 해보라 내가 했지. 좀 했어 봐봐. 60점만 맞으면 되는데. 하요 임 예원 점수 알게 될 것이다. 한국어 한국어 감정 평가. Năm rồi thì mình thi bằng tiếng Việt các mọi người. Còn năm nay thi bằng tiếng Hàn. Trời ơi trời. Thi bằng 10점. Thi bằng tiếng Hàn luôn. Nó ra có 10 điểm chắc nhục nhã lắm. 10점 넣었거든. 믿어 보자. 아니. 찍어도 40은 나와야 돼. 그게 아무래도 10점 넣었거든. 나 이제 tiếng Hàn của mình cũng đỡ chứ không lẽ trời ơi ra được 10 điểm chắc nhục lắm à. 예원이 뭐 운이 좋으면 웃는 게 문제가. 아이고. 이거 운전이 문제지. 저도 바로 운전 면허증 따 가면 바로 차 운전할 거죠. 바로 해야지. 네? 바로 할 거지. 모르겠어. 예? 네? 모르겠어. 뭘 모르겠어. 따면 바로 해야지 운전을. 네. 한 년 지나잖아요. 알아면. 그러니까 차까지 사놨잖아 우리가 지금. 장롱 열쇠 된다. 어 바로 해야 돼 차는 운전은. 우리 되게 착한 사람이에요. 차까지 미리 사주고 이런 사람들이 어디 있어? 이런 식으로. 그럼 그래 어디 있어? 네? Đó là khi mình thi bằng lái xong á là phải tập lái xe liền luôn á mọi người. Trời ơi. 내가 좀 편해 보고자. 내가 좀 편해 보고자 임예 운전 시켜야 되는. 말해 봐 봐 봐 봐 tập cho mình lái xe để bà khỏe. Chứ tối ngày bắt bà chở đi không à. 나는 예원이 옆에 안 탈 거다. 예원이 안 탈 거다. 왜? 왜? 나는 예원이. 예. 뭐 말해 봐 우리 세금은 자 이런. 운전 교육할 때 꼭 태우를 뒤에 태우라. 조심 운전하니까 알아서. 아, 안 한다. 안 한다 예원이는. 어, 있는지 없는지도 모르긴 하는데도 태우 태워. 가운데를 많이 찍은 사람이다. 있는지 없는지 모른다. 그런데 아버지가 한다. 태우를 태워. 바로 가운데 된다. Anh 18 nói mình lái xe là phải tròn thì hơn ngồi đằng sau để mà tập trung lái an toàn. 있잖아, 뭐. 오토바이 그렇게 다 그렇게 타더라. 타고 다니더라. 근데 한국이라. 네. 근데 그게 우리 되게 불안해 보이는데 베트남에서 그게 불안해 보이진 않아. 타고 많이 안 나죠 베트남에. 그렇게 지나가. Bên Việt Nam mình mọi người chạy xe Honda đó, người Hàn Quốc thì thấy rất là nguy hiểm. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình thấy bình thường. Đó, một chuyện rất là bình thường thôi. 베트남 갔을 때 저한테 결혼식 하고 이럴 때 갔을 때 말이 큰 도로 사차선에서 저거 나는데 오토바이가 막 있어. Lúc mà chị Sơn về Việt Nam á, đám cưới của mình á, có trên đường đi đó chứng kiến một vụ tai nạn ô tô. Chết một người luôn. 근데 거기는 오토바이 안 타면 생활이 안 되거든. 그렇긴 하는 거 같아. Nhưng mà chị Mì Chin ở bên Việt Nam là mình phải đi xe Honda gì đó thì mình mới sống được. Còn mới là mình không có sống được đâu. Ở đâu thì phải quen đó. Chuyện đương nhiên rồi. Rồi, ăn hết trơn luôn mọi người ơi. No quá trời. Cảm ơn mọi người đã xem video của chị Sơn. Cảm ơn mọi người đã đăng ký ủng hộ chị ấy rất là nhiều luôn. Và tạm biệt mọi người. Nè. Bye bye.